Ủa hai, bao nhiêu lâu rồi hai mới về thăm quê vậy? Cũng hơn 5 năm rồi đó em. Ủa lâu dữ gì đó hả? Thì từ lúc lấy anh hai đó tới giờ đó, bận công việc rồi bận con cái nữa, ít có thời gian đâu mà về. Lần này về thăm quê hương, thăm gia đình, cũng tiện thăm luôn người bạn cũ. Bạn cũ, thì người cũ vậy. Hỏi gì? Tài xế, dừng lại cho chị đi em. Ngày nào đây ai thương chỉ anh đưa đò, mà giờ sang sông người gạt đi hết bao ân tình, rồi người bỏ đi bỏ con sông bỏ cả bên đò. Ơi người ơi có tội không cho anh đưa đò, lạnh lùng xa ngang người ta dứt đoạn ân tình, nhung gấm giàu sang có ai nhớ cảnh cơ hàng, rồi người ấm êm ở đây có kẻ đau lòng, chỉ trách thân nghèo làm sao giữ chân đưa. Người ơi sao nỡ quên rồi ước hẹn ngày xưa mình luôn có nhau, mà sao chia hai phương cách biệt đôi đường, để giờ đây nhói buốt nghẹn ngào, đành lòng chớ trêu thương cho số phận đưa đò, cách biệt trùng khơi nào đâu dám mơ, để đây nước mắt tuôn dài xót xa đêm ngày cái kiếp đưa đò. Anh đưa em qua sông được không? Được. Ủa mà qua sông làm gì? Em đi mời đám cưới. Đám cưới? Ủa nhưng mà đám cưới của ai? Đám cưới của em chứ của ai? Anh cũng có phần nữa đó. Lạnh lùng xa ngang người ta dứt đoạn ân tình, nhung gấm giàu sang có ai nhớ cảnh cơ hàng, rồi người ấm êm ở đây có kẻ đau lòng, chỉ trách thân nghèo làm sao giữ chân đưa. Người ơi
xưa mình luôn có nhau, mà sao chỉ hai phương cách biệt đôi đường, để giờ đây nhói buốt nghẹn ngào, đành lòng chớ treo thương cho số phận đưa đò. Cách biệt trùng khơi nào đâu dám mơ, để đây nước mắt tuôn dài xót xa đêm ngày cái kiếp đưa đò. Đành lòng chớ treo thương cho số phận đưa đò. Cách biệt trùng khơi nào đâu dám mơ, để đây nước mắt tuôn dài xót xa đêm ngày cái kiếp đưa đò.